비추고 Khi xem các bộ phim cung đấu, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng làm vua thật sướng vì được đứng trên vạn người, được ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hạ và đặc biệt là có tam cung lục viện với hàng ngàn giai lệ. Thế nhưng, để Thanh Triều tồn tại hàng trăm năm và đạt tới tầm ảnh hưởng cao nhất của đế quốc Trung Hoa lại là điều không hề dễ dàng với hoàng đế. Thậm chí, giờ làm việc của hoàng đế nhà Thanh còn nhiều gấp đôi so với giờ làm việc của người bình thường. Và mọi hành động, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, cũng có người để ý, giám sát. Những vị hoàng đế đời đầu của nhà Thanh vẫn chưa chú trọng việc ghi chép sử liệu. Và nguyên nhân một phần là do đất nước chưa đi vào ổn định, nên các vị hoàng đế dành nhiều sự chú tâm vào việc định nước an bang. Thế nhưng, đến thời Khang Hy Đại Đế, mọi lời nói hành động hàng ngày của vua đều được ghi chép lại. Vì vậy, Thanh Triều sau này đã để lại hơn 12.000 bản ghi chép sống, trong đó có ghi chép lại thời gian biểu hàng ngày của hoàng đế nhà Thanh. 5 giờ. Mỗi ngày của hoàng đế nhà Thanh thường bắt đầu từ 5 giờ sáng. Sau khi thức dậy, ông sẽ làm các công việc cá nhân và thay y phục. Sau khi thay y phục xong, hoàng đế sẽ đến cung của Thái hậu để bái kiến, chúc thọ Thái hậu. Sau khi xong xuôi mọi việc, ông sẽ quay về cung của mình, hành lễ bái Phật và học tập các bài học giáo huấn từ tổ tiên. Bái Phật vào buổi sáng và buổi tối là truyền thống do hoàng đế Thuận Trị truyền lại và được các hoàng đế đời sau đều coi trọng. 7 giờ. Đây là thời điểm để hoàng đế dùng bữa sáng. Bữa sáng của hoàng đế gồm có cháo và vài món điểm tâm nhẹ. Sau đó, ông sẽ đọc các tấu chương do thái giám trình lên và quyết định những quan viên sẽ gặp. 9:30, hoàng đế thiết triều. Trong buổi chầu khoảng 90 phút, hoàng đế sẽ gặp các quan thần tại Càn Thanh Môn để nghe họ trình tấu, báo cáo các vấn đề từ lớn đến nhỏ và đưa ra các quyết định chính sách. Hoặc hoàng đế sẽ chỉ gặp một số quan đại thần tại Dưỡng Tâm Điện để bàn bạc đưa ra quyết sách. 11 giờ, hoàng đế ăn trưa và xử lý các công việc giấy tờ, xem xét các bản tấu chương trước giờ ngủ trưa. 14:30, đây là thời điểm để hoàng đế học tập và giải trí. Các bậc hoàng đế nhà Thanh rất coi trọng và đầu tư rất nhiều vào việc giáo dục. Buổi chiều thường là thời gian để hoàng đế đọc sách hoặc thưởng thức thơ ca, âm nhạc và thường có sự góp mặt của các phi tần. 17 giờ. Từ thời nhà Tống, người dân thường ăn 3 bữa một ngày, nhưng đến thời nhà Thanh, mọi người chỉ ăn 2 bữa một ngày và hoàng đế không phải là ngoại lệ. Vì vậy, nếu lúc này hoàng đế cảm thấy đói, ông cũng chỉ có thể sai thái giám lấy một vài món điểm tâm để ăn. Sau khi ăn xong, hoàng đế sẽ dành thời gian cho các nghi lễ và đức tin. Các hoàng đế nhà Thanh đều sùng đạo và nghiêm khắc tu luyện bản thân, do đó họ thường tổ chức các nghi lễ pháp sư, ngoài ra còn có các nghi lễ Phật giáo. 21 giờ. Các hoàng đế thường đi ngủ sớm từ lúc 9 giờ tối để họ có thể dậy trước bình minh vào ngày hôm sau. Thế nhưng nhiều lúc bận rộn chuyện triều chính, nhiều vị hoàng đế vẫn thức khuya để xem tấu chương. Trước mỗi đêm, các thái giám thường đưa một chiếc khay đựng thẻ bài của các vị phi tần và nếu hoàng đế muốn ngủ với ai đêm đó thì sẽ lật thẻ bài của người đó. Các vị phi tần trước khi tới thị tẩm sẽ được tắm rửa sạch sẽ, cởi quần áo và quấn thân bằng một tấm chăn màu đỏ. Sau đó, họ được các thái giám mang tới cung của hoàng đế và đặt lên giường. Sau khi thị tẩm xong, họ lại quấn chăn đỏ và đưa về cung của mình. Tuy nhiên, điều đáng nói là chuyện phòng the của hoàng đế lại được ghi chép rất cẩn thận từ việc sủng hạnh ai, thời gian như thế nào. Không chỉ vậy, mỗi lần hoàng đế thị tẩm đều có thái giám đứng giám sát ở bên ngoài. Nếu quá giờ quy định mà hoàng đế vẫn chưa chịu gọi vào, đưa vị phi tần kia hồi cung, thái giám đứng ngoài sẽ đứng ngoài nhắc nhở hoàng đế. Nhìn chung, nhìn bề ngoài hoàng đế là một người đứng trên vạn người, sống trong cung điện tráng lệ, nhưng thực chất trong thiên hạ có lẽ không có ai sống cuộc đời mất tự do hơn những vị hoàng đế. Những luật lệ từ xa xưa khiến một ngày của họ mất tự do, song miệng vẫn còn tại vị, hoàng đế vẫn phải tuân theo những quy tắc đó. Pray for me. I was the black sheep.